Rồi, ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mà mình đọc những cái âm cuối ED cho nó chính xác mà không cần phải ghi nhớ. Như hồi xưa mình học ở trên trường thì phải ghi nhớ rất là nhiều, phải phải thuộc. Nhiều khi cô giáo dạy ở trên trường phải bắt chúng ta nhớ là gì rồi không phao chớ sen sông gì các kiểu là không. Đó, những cái quy tắc như vậy nó khó áp dụng lắm. À, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay. Nếu mà mình chia cái bảng phiên âm quốc tế là 44 âm chia ra làm hai loại âm thì nó sẽ có hai loại nha. Các bạn ghi vào nha. Một đó là hữu thanh, âm hữu thanh ha, và âm vô thanh. Rồi, ghi vào hai từ khóa này thôi. Hữu thanh và vô thanh. Rồi. Như thế nào gọi là hữu thanh? Hữu là có, vô là không. Còn thanh ở đây có nghĩa là dây thanh quản á, dây thanh quản á. Rồi. Tất cả những cái nguyên âm á, 20 cái nguyên âm của mình đã học á là hữu thanh. Được chưa? 20 cái nguyên âm của mình là hữu thanh, là dây thanh quản rung nha. Ví dụ đọc theo thầy nè. Âm y, rồi âm ai, ôi, ai. Bây giờ đọc lại nha. Ai, ôi, ai. Để tay lên trái cổ nè. Và để ý cái cơ miệng thì nó, môi nó ít làm việc lắm, nó không có làm việc nha. Ai, ôi, ai. Âu, áo, y, ờ, u, ờ, e, ờ. Đó. Chủ yếu là cái dây thanh quản làm việc nhiều. Đó gọi là hữu thanh. Tất cả những cái nguyên âm đều là âm hữu thanh nè, đều phải sử dụng dây thanh quản. À, còn âm vô thanh á, vô thanh có nghĩa là dây, cái dây thanh hoạt dây thanh quản nó không có hoạt động nhiều. Chưa? Rồi. À, ví dụ chúng ta nhìn vào những cái từ sau nè. Các bạn nhìn thấy ở đây là chữ 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 p là bật hơi ra đúng không? Là cái môi mình làm việc nè. À, p p p p p. Được chưa? P là môi làm việc nè. Môi. À, bây giờ chúng ta sẽ ký hiệu vào ở đây ha. Là miệng tròn như thế này. Đó, thể vẽ như thế này ha. Cái này là cái cách ký hiệu thôi nha. Mà là miệng nha, là cái miệng đi, vẽ thì vẽ cái miệng đi, có nghĩa là miệng vận động nhiều. À, răng, môi, miệng, lưỡi rồi đó, đó là những cái âm ở ngoài, ở phía ngoài từ nửa cái giọng sau trở về sau nó vận động nhiều gọi là vô thanh. Là môi hoạt động ha. Tiếp tục nè. Âm này là vô thanh. Chữ O các bạn có thể nhớ là vô thanh, và chữ tượng hình này nó là cái miệng. Vậy đi cho nó dễ nhớ nha. Fly f là vô thanh. Chưa? Âm này. B. B. Nè các bạn để ý nè. Dây thanh quản không có rung nè, nè. B. Nó phải phát âm rồi. B. Thì nó phát âm. À, cái dây thanh quản nó rung lên thì cái âm này là hữu thanh. V cũng rung rất là mạnh. V, à. Và tiếp tục nào. Đó là cái đầu lưỡi, cái răng của mình phải phải làm việc ha, tích cực ha. Là đó là nằm ở bên ngoài, nằm bên ngoài đó là vô thanh. À, vô thanh đánh chữ O vào. Làm dấu. À, âm này cũng vậy. Lưỡi môi làm việc nè. Nửa cuốn họng trên trở ra ngoài nè. Rồi. Rồi tiếp tục. Để tay tay lên trái cổ. Âm này âm rất là nặng đúng không? Do đó là muốn nó muốn phát âm ra to rõ nặng như vậy thì cái dây thanh quản bắt buộc phải làm việc. À, hữu thanh nha. Z cũng rung rất là mạnh, nó là hữu thanh. Z. Rồi tiếp tục nè. Nó cũng giống bắt đầu từ âm T này ha. T nè, thấy không? T nè. Thằng này là âm vô thanh. Thằng này cũng là vô thanh. Chờ. Tiếp tục. S. Răng môi miệng làm việc, thấy không? Nửa cuốn họng ở ngoài, nửa cái phần nửa khúc ở ngoài làm việc đúng không? Dạ, vô thanh. Chờ. Rồi. Z, rung, rung. Này, z, cũng rung, rung rất là mạnh. Nó là hổ thanh, rung rất là mạnh. Tiếp tục nè. Đầu đầu giọng trên trở ra sao âm k, 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 k,
À, nóc giọng trên chạy ra sao chứ không phải là ở sau ở trong à, vô thanh. Rồi, tiếp tục nè. Các bạn có thể đoán không? Đoán được không? À, môi là việc nè, thấy không? Vô thanh. G, g là nè, để ý nè. G, g, g. G, g, rung ha. G, g. Bởi vì cái bài này á, là chúng ta phải học được, nhưng mà mình phải học hết tất cả những cái phụ âm này rồi thì bắt đầu mình vào, mình đã hiểu bản chất từ âm rồi, bắt đầu mình vào thì mình mới hiểu được, nó mới dễ. Rồi chúng ta tô vào. À, ở đây mình tô tô vào đi cho nó dễ. Đó cái miệng tròn ha, miệng tròn làm nổi bật nó lên. Các bạn, đó đây thầy làm nổi bật nó lên. Đó, cái miệng tròn vô thanh. Vậy là có bao nhiêu âm? À, chỉ có 8 thằng này thôi. À, m cũng rung ha, n ng 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 cũng rung ha, âm h h cũng rung. Tất cả những thằng này đều là âm hữu thanh. Vậy là chúng ta ghi vào 1 2 3 4 5 6 7 8. À, nhớ là 8 âm vô thanh. 8 âm vô thanh. Còn tất cả những âm còn lại đều là hữu thanh. À, đặc biệt là chúng ta để ý là những cái âm mà gió ra nhiều á. Đấy, tại vì nè, để ý nè. P, gió ra nè, p, f, f, t, t. Gió ra hết chưa? Gió ra đúng không? Ch, ch, này cái này thấy không? Này âm này không không có gió, nhưng mà âm này có gió nè. Sh, à, sh. Thì tất cả những thằng này đều là âm âm có phát ra cái xì 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 xào xào hơi hơi xì xì gì đó, như riêng thằng này thì không có. Do đó là chúng ta chỉ cần nhớ cái thằng này, okay, nhớ thằng này, còn cứ nghe cái gì nó phơ gì đó, nó xì 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 đó đó là âm vô thanh. Yeah. À, tí nữa mình áp dụng vào nó dễ lắm, cách đọc y đi dễ lắm. Ừ. Rồi chúng ta ôm lại nè. Ch, ch, ch. Yeah. Rồi. Yeah. Những cái này thầy hay gọi là âm gió trong tiếng Anh đó. Những cái âm này gọi là âm âm gió trong tiếng Anh, nó có nghĩa những cái âm này không bao giờ mất đâu nha. Âm gió trong tiếng Anh đó, nguyên tắc của âm gió là lúc nào người ta cũng phát âm ra hết. Ừ. Nó không có nuốt, âm gió trong tiếng Anh là không 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 có nuốt, lúc nào cũng phát âm đó. Đó là lý do tại sao mà người ta cứ xì 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 xào 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 đó, đó là như vậy. Âm này không có lược bỏ được, âm gió không có lược bỏ được, phải luyện cho nó thành thạo. Rồi bây giờ mình sẽ ghép vào nhá. Thì cái nguyên tắc cơ bản đầu tiên á, cái này nguyên tắc này dường như là các bạn rất dễ, là nếu mà từ động từ nha, danh từ không thêm ed đâu, động từ nha, động từ trong tiếng Anh là verb. À, động từ ed kết thúc là t và d thì sẽ đọc là it, thì cái này dễ lắm, ai cũng biết hết rồi. Rented, đọc theo thầy, kết thúc là t và d, t nè, rented. Rồi decided, addicted, avoided, separated, separated, admitted, admitted, gạch chân nha. Rồi attended, waited, visited. À, các bạn nhớ gạch chân nha, nhớ gạch chân những chữ T chữ D. Còn nếu mà cảm thấy mà mình chưa có quen mắt á, thì phải ôm lại bài nhé. Phải ôm lại bài nó nhìn nó quen mắt nó dễ. Còn cái gì mà lần học đầu tiên thì chỉ cần 70-80% là được rồi, nhưng phải ôm lại bài mới được ha. À, cứ tận cùng là T và D thì chúng ta đọc it, chỉ it thôi chứ không có cần phải it, không có cần vậy nha. Rented, decided, addicted, là như thế đó. It thôi, nhẹ nhàng thôi. Rồi tiếp tục, cái này thì dễ đúng không, chắc chắn không có gặp khó khăn gì rồi. Rồi bắt đầu tăng độ khó lên một tí. Rồi rồi chúng ta nhớ cái câu thần chú nha. Giờ ở đây có một cái câu thần chú nào, hữu thanh đi với lại hữu thanh. À, thì nó theo cái quy tắc tự nhiên thôi. Ví dụ nè, cái từ này ta đọc nha, từ gấp nè, đọc cái từ gấp trước, play. Để ý là sự rung của dây thanh quản, nó làm a play, play,
Nó rung không? Âm A mà đúng không? Kết thúc là âm A, là âm số 6 là nguyên âm. Ừ, nguyên âm thì luôn luôn là rung thanh quản, là luôn luôn là hữu thanh rồi. Tất cả những nguyên âm đều là hữu thanh. Hữu thanh 20 nguyên âm mà chúng ta đã học nè. À, play à, thì đó là hữu thanh. Thì khi mà thêm ED vào thì nó cũng phải đọc là hữu thanh. Do đó là chúng ta để ý á, là để ý cái âm âm kết thúc á. Các bạn hiểu không? Âm kết thúc này là âm hữu thanh hay là vô thanh? À, nếu mà hữu thanh thì nó cái thằng này phải đọc là d. Đây. D. Còn nếu mà vô thanh thì nó sẽ đọc là t. Chỉ có ba cách đọc, một là x nè, hai là d và ba là t. D là hữu nè ha. Gió ra nha. Là vô thanh. Được chưa? Rồi bây giờ d hay là t là hữu thanh. Hữu thanh thì phải lại kết thúc là hữu thanh thì phải đọc là chờ chưa, hữu thanh đi với lại hữu thanh rồi play. Rồi, bây giờ nó phải tuân theo cái quy tắc tự nhiên nào, là nó phải phải tự nhiên, nó phải liền mạch liền lạc với nhau. Rồi đọc theo thầy play play. Ừ. Thầy hay gọi á, hữu thanh có nghĩa là ngân được á, có nghĩa là cái âm đó mình ngân được á, tại vì dây thanh quản mình rung mà. À, mình có thể mình ngân nó được á, gọi là ngân được là đờ, kiểu vậy, cách dễ nhớ gọi là ngân được là đờ nha. Nhớ câu này, cái câu này thì nó dễ nhớ hơn câu này, câu này nó hơi trừu tượng quá nha. À, hữu thanh đi với hữu thanh gì? Ủa hữu thanh là phải suy nghĩ hữu thanh là gì ta? À hữu thanh là rung được đúng không, là nó phải chuyển về câu này. À, ngân được là đờ nha, nhớ nha, ngân được là đờ, nó đơn giản hóa một tí dễ nhớ hơn. Ngân được là đờ. À này ngân được không, chấm hỏi nè, được không? Ngân được là đờ nha. Play được hay ngân được hay play. Rồi tiếp tục trên n. Clean nè. Clean clean đờ. Ngân được rồi. À, clean ngân được là đờ chưa. Rồi tiếp tục turn. À, turn turn turn. À, cái chữ N là cái mình một cái N là turn, turn cái cái turn. À, turn chord chord. D tiếp tục từ này love rung ra âm rung rất là mạnh. À, loved loved loved. À, rồi tiếp tục travel. À, travel. À, travel. D. Rồi tiếp tục ha. Open. 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 À, nhớ là chúng ta mình luyện đọc á, là mình tập trung vào cái âm cuối này nha. Là cái gốc là âm cuối, còn cái đời với chờ này là nó là chỉ là cái hệ quả thôi. Nó chỉ là hệ quả mang theo thôi. Nha. Chứ mình đừng có mình đừng có đọc bỏ chữ n, mình đọc với chữ 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 d luôn là nó không được. À, and gọi nè close. À, âm z này là cho này z nè close ha. Closed closed. Rồi từ này show nó o âm số 13 nguyên âm nè show show. À, các bạn có hiểu 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 ý thầy nói không nha. Ngân được là đờ, mình cảm thấy cái dây thanh quản mình nó rung, nó làm việc mình ngân được, kéo dài ra được, ngân được là đờ. Chưa? Đó. Nó hết sức là tự nhiên thôi, mình không cần phải ghi nhớ gì nhiều hết á. Ừ. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Câu thần chú kế tiếp, vô thanh đi với lại vô thanh. Vô thanh ấy học rồi đúng không? Rồi, tiếp tục nào. Gió ra vô miệng, nhớ cái miệng hơi gió xì 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 nhớ. Rồi từ gốc nha, từ gốc của từ này là à, stop. Các bạn đọc từ gốc này stop, từ gốc nha, đọc từ gốc này stop. Rồi thì cái thằng này là
hữu thanh, vô thanh đi với lại vô thanh thì là chi, à, âm chi nè, vô thanh nè, à, vô thanh để kết thúc là bề, thì nó phải kéo thằng này, dẫn theo thằng này đi theo anh em bà con của nó, anh em đi chung. À, mình nói vào nhầm. Stop. 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 Trăm hay không bằng tay quen, nhớ à, muốn cho cái não của mình nó không cần phải nhớ nhiều thì phải quen miệng, thì cái não của mình nó không cần phải nhớ nhiều nha. Đừng có cố nhớ chi mà lắm, mình cứ đọc thật nhiều lần tự nhiên nó quen là nó nhớ thôi. Rồi tiếp tục. Like. Like. K. Thì nắm tay thằng T đi theo. À, vô đi với vô ha. Đâu rung được đâu, nãy ngân được là đờ, con này không không ngân được thì là tờ. Like rất dứt khoát, sao ngân được? Like đâu ngân được. Like. Like tiếp tục. Help đâu 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 ngân được. Help. Help tại cái bật ra rất là nhanh. Rồi soft. 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 Phờ nè, gió ra nè, rồi đi với chờ nè. Soft. Rồi, tiếp tục. Cut. Yeah. Rồi, tiếp tục tên này là laugh. Laugh. Phải không? Rất là tự nhiên gió ra. Laugh. Cái mình sẵn chứ cái mình chích cho nó phát. Kiểu như là gió cuốn theo gió. Thế là gió cuốn theo gió. À, left, left. Tiếp tục này, âm này âm gió mạnh nữa nè. Past. Past. Rồi. Washed. Tiếp tục gió ra ha. Washed. Sờ nè, rồi chờ nè. Washed. Đây là work. Worked. Now, worked. Rồi. Âm này các bạn nha. Watch. Gió ra không? Âm chờ. Âm cuối là âm chờ. Watch. Âm chi hết chưa? À, watch. Rồi. À, các bạn cố gắng nắm nha, này nó hơi hơi trừu tượng, hơi phức tạp tí. À, chúng ta ôm lại bài thường xuyên là nó sẽ dễ nhớ thôi. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem phần bài tập thực hành nha, và bài tập thực hành. Rồi câu đầu tiên. Nè, thì cái việc ứng dụng vào cái ID này để làm gì? À, ứng dụng rất là thường vào cái việc gọi là nói âm rất là thường. Rồi câu đầu tiên nào. What did you think of the movie? Và bây giờ mình có thể nói chỗ này qua. What did you think of the movie? Là câu trả lời nào. Đọc cái từ này trước nè. I liked. I liked a lot. Kỳ không? I liked a lot. Là nói xong câu là người ta đi mất tiêu rồi. Này có âm K với âm T. À, thì bây giờ mình lấy cái âm cuối cùng á, bỏ âm cái này chặn lại thôi, chặn hơi thôi, học kỹ thuật chặn hơi rồi đúng không? Rồi. I liked a lot. I like a lot. Đó chưa? Phải hy sinh chứ. Phải bỏ thằng K này đi. Nè, đó là nguyên tắc. Rồi. What did you think of the movie? I like a lot. Rồi, câu số 2. Đọc vài chục lần ra này, phải 10 lần nhé. 10 lần. Rồi, câu số 2. What did you do with the money? What did you do with the money? I deposited. Tick, tick. I deposited it in the bank. Nhớ nè. I deposited it in the bank. Phải phải rõ cái cầm này ra nha. Như bạn đọc I deposited in the bank là mất từ it là họ không được. I deposited it in the bank.
Rồi, câu số 3. How did you cook the chicken? I fry... Âm gì? Ngưng được không? I fried... Ngưng được là the. I fried it in oil. I fried it in oil. Duh, duh. Rồi. Câu số 4. Nè. Is the heater on? Is the heater on? Cái máy sưởi có đang mở không? Có mở không? No. I turn... Turn... Chờ, ngân được ha. Không có gió ra. I turned it off. I turned it off. Câu số 5. When did you paint the room? Bạn đã sơn cái căn phòng khi nào? T. Có t đờ là x đúng không? I painted it last week. I painted it last week. Đó. Rồi, năm câu này chúng ta cố gắng mỗi câu đọc khoảng chục lần nhé, 10 lần. Trăm hay không mà ta quen, cứ đọc nhiều lần là nó sẽ quen. Học tiếng Anh là phải gào thét vào. Không 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 có buồn ngủ. À, giống như thầy quay bài giảng, thầy cố gắng nói rất là to. Lúc nào cũng tỉnh, không bao giờ buồn ngủ. Quay bài giảng là không bao giờ buồn ngủ. Còn các bạn học tiếng Anh cũng vậy á, mình áp dụng và mình cứ đọc to, lúc nào cũng đọc to hết là lúc nào cũng tỉnh, không bao giờ buồn ngủ. Mình ngồi mà nghe nghe với lại đọc mà kiểu rí 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 à. Lát 10 phút sau là đi ngủ khỏe à. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần thực hành. Đây. Thì đây là cái phần bài tập. Thì yêu cầu của phần bài tập này các bạn phải tự viết phiên âm nó ra nha. Viết phiên phiên âm ra. Rồi. Sau đó mình gắn cái đuôi vào. Gắn cái đuôi vào, một là x nè, hai là tờ, ba là đờ. Ví dụ chúng ta lấy cái từ là develop. Viết ví dụ thầy viết một tờ này, các bạn viết những từ còn lại ha. Đây là đi nè, vé nè, lập là gốc là như thế nào không? Bình thường là develop. Thầy cái này á, gió ra vô thành thì nó là t. Chưa? Thì chúng ta viết như thế này. Đó. Để khi mà thầy xem bài mình á, thầy thầy nhìn vào thì thầy sẽ biết là các bạn có phân biệt được hay không, là thầy sẽ biết nha. Đó, đây là cái phần bài tập, các bạn chép tất cả những từ này vào vở và đọc, là nhớ là tập trung cái tinh thần của mình á vào cái dây thanh quản và cái miệng nha. Tập trung tuyệt đối để mình tập trung vào hai cái vị trí này là mình sẽ phân biệt được thôi nha.